Đây để mở ra kìa. Quán Nhật xin kính chào quý cô chú anh chị. Đây mấy cái dĩa nữa luôn. Hôm nay anh chị nha, bên em cũng lên có nhiều sản phẩm đẹp nha anh chị. Anh chị yêu thích, anh chị cứ điện thoại trực tiếp nha anh chị, qua Zalo bên này nha anh chị. À, này em có niêm yết trên kênh hết rồi nha. Bên em là 0913330469 và 0935245244 nha anh chị. À, và bên em ship toàn quốc nha anh chị, bao bể mẻ tất cả các mặt hàng. Rồi hôm nay em sẽ lên một cái bình nha anh chị. Bình này là một cái bình hoa nổi nha anh chị, bình hoa nổi nha, bình trà rồi. Trà cái này còn tử xa đó, đẩy cái miếng quạt sơ vô cho nó rộng chỗ đó. Rồi anh chị, nó hoa nổi nha anh chị, hoa nổi toàn bộ hết nha. À, một cái bình này anh chị họ làm nổi hết nha anh chị, họ vẽ nói chung là vẽ tuyệt đối 100% rất là ok luôn. Cái này là có truyền ký đầy đủ nha anh chị, truyền ký đầy đủ luôn, truyền ký đầy đủ nha. Em thấy cái bình này là quá siêu sắc luôn, xuất sắc luôn. Miệng bình 8 nha anh chị và cao bình 26 nha, cao bình là 26, vòng bụng 56 nha anh chị. Đấy, vòng bụng này là 56 nha, vòng bụng 56. Vòng bụng 56 anh chị đây. Rồi cái bình hoa nổi nha chị, có truyện nha mộc nha chị, lam mộc hoa nổi luôn. Rồi bình này là 800k mã H1. 800k anh chị mã H1 nha. Bị dâm một xíu chỗ này. Rồi đây nó đi. H1 800k. Rồi cái này chị một cái dĩa này là dĩa. Đây chị, dĩa Phật Duy Lạc nha chị nha, viền là viền vàng nha. Dĩa này là viền, là viền vàng. Có đường kính 26 nha chị á, dĩa viền vàng đường kính 26, lắc cơ vàng toàn bộ hết nha chị. Có truyền ký đầy đủ nha. Có truyền ký đầy đủ lên chị, đường kính 26. Rồi cái dĩa này chị, dĩa này là kèm theo kệ gỗ luôn nha anh chị. Đó, em kèm theo cái kệ gỗ luôn. Rồi dĩa này là 400k mã H2 nha chị, 400k mã H2. Đã kèm theo kệ gỗ nha anh chị. Và cái này viền này là viền lách cơ vàng đó nha chị nha, 400k mã H2. Rồi cái này là một con trâu nha chị. Cái này là trâu nha. Đó, con trâu mà rất tiếc là con này nó có một cái lỗi nha anh chị. Chị dâm. Chị nghe lỗ tai này, nghe lỗ tai chị nha, nó có một xíu dâm nha. Đó, dâm tai. Và cái này là chị ngay cái quai, cái sừng nha chị, ngay cái sừng nè. Nó có một xíu nữa nha anh chị đấy. Này là rất là bự nha. Con này rất là bự. Ngang anh chị, ngang là 35 nha anh chị, dài là 35 nha, ngang là 23 nha anh chị đấy, 23. Không có truyền nha anh chị, cái này là không có truyền nha. Không có truyền. Rồi con này chị, con này bám chị nó rất là bự, rất là to luôn. Mà nó rất tiếc là nó bị lỗi xíu nha anh chị. Rồi 400k nha chị, 400k lỗi nha anh chị. Đấy, to lắm, rất là to luôn. Mà con này chỉ có 400k thôi. Lỗi 400. Lỗi nha anh chị nói. Cái này lỗi 400 mã H3 nha anh chị. Mã H3 lỗi 400k.
em điện cho Hiếu thu mua cái máy này đi. À, được một cái sáng đây. H3 nha anh chị. Đó, 400k mã H3. Rồi em lên cái này là một cái tô nha anh chị. Đó, một cái tô bự rất là bự anh chị. Đấy, một cái tô này là tô bự dòng này anh chị. Tuy dòng đây hàng của Nhật anh chị, đa số là những cái dòng này là hàng Italy của Ý. Mà cái này riêng cái này là anh chị nó họa tiết vẽ là giống như hàng Italy. Mà cái này là hàng Nhật nha anh chị, hàng Nhật xuất nè anh chị đấy. Họa tiết là vẽ tay hoàn toàn luôn. Vẽ tay hoàn toàn nha anh chị đấy. Và cái này là có truyền ký đầy đủ luôn. Truyền ký đầy đủ nha anh chị. Đường kính 34 nha anh chị, đường kính 34, cao là 7 nha anh chị. Đường kính là 34 nha, tô. Cao 6.5 nha chị đã. Cái này là ở nó có độ rạn nha chị, độ rạn nha. Nó có độ rạn. Có truyền ký đầy đủ nha chị. Cái men này là nguyên thủy của nó, cũng là men chị men này. À, nguyên thủy nha chị. Là mới chưa qua sử dụng luôn nha chị. Mã H4. Mã H4 340k nha chị nha. 340k cái tô đẹp nha chị, 340k cái tô. 340k mã H4. Rồi anh chị, cái này là một cái nồi nha chị. Cái này là một cái nồi. Nồi này là nồi áp suất nha anh chị. Đó, nồi áp suất. Nồi này nấu lò ga nha, bếp ga nha anh chị, bếp ga nha. Không có nấu từ được nha anh chị, bếp ga. Không nấu từ được. Cái này là nồi áp suất nha anh chị đấy. Anh chị đây. Nói chung mình rất là ok nha anh chị. Đó. Nói chung là chai này là có truyền nha anh chị, nó có niêu nước có truyền ở trong này nha. Và cái này là cũng đầy đủ ron, đầy đủ luôn. Ron là đầy đủ nha anh chị đại. Miêu nước. Đường kính anh chị, đường kính nồi này là 22 nha chị, và cao là 15. Nồi này anh chị 22 nha chị, cao 15. Cái nồi này thật tình em không biết dung nước bao nhiêu nha. Nghĩa là tầm độ 5 lít nước nha chị. Nồi 5 lít nước nha. Đó, rồi cái nồi này chị 5 lít nước. Nói chung là ok đó, phần trăm hết nha. 22, cao là 15. Rồi không có đo nắp nha chị. Cái nồi này là 600k. 600k nha chị. Mã H 5 nha chị. 600k mã H 5. Con nói chậm, con nói từ từ, em nói đầu vô rồi người ta nói gì người ta không thích ứng cái tiếng của mình. Rồi có đợi đã ngồi đó đi. Rồi em lên bộ này. À. Rồi cái này em có số lượng 5 chiếc nha anh chị. Người thấy bên này. Chuyển khoản nhận mua linh tinh xe cổ linh tinh. Cái này em có 5 chiếc nha anh chị, viền là viền vàng nha. 5 chiếc viền vàng, họa tiết là vẽ hoa đào nha anh chị. Đó, cái này 5 chiếc là rất là ok luôn, đẹp anh chị nha. Nó nhỏ mà cái này anh chị nó hơi có chân nữa nè. Hơi có chân mà trong này là vẽ hoa đào, viền là viền vàng nha, viền vàng. Đường kính 13 năm anh chị, cao là 4 nha, 13 năm cao là 4. Rồi cái này em có 5 chiếc anh chị, 5 chiếc này dễ thương anh chị, vẽ tay hoàn toàn luôn. Rồi 5 chiếc 100k.
mã H6 100k chị, mã H6 5 chiếc này nha. H6 100k. Em mừng cái này mở ra nè. Cái này có hoài không? Có hoài hộ hộ. Rồi cái này là một cái dĩa hoa mẫu đơn nha chị. Đấy, cái này là dĩa hoa mẫu đơn. Dĩa này chị, dĩa này là đường kính 40.5 nha chị. Đường kính 40.5. Cái này là có truyền ký đầy đủ nha chị. Có truyền ký đầy đủ luôn. Đấy, 40.5 có truyền ký đầy đủ nha chị. Cái này em kèm theo một cái kệ nhựa nha. À, cái kệ gỗ nha chị, xin lỗi, kèm theo kệ gỗ nha. À, kèm theo kệ gỗ, 40.5 kèm theo kệ gỗ. Rồi cái dĩa này 700k. 700k nha chị nha. 700k mã H7. H7 nha chị, 700k mã H7. Rồi cái này một cái bình anh chị, một cái bình này là một cái bình lam nha chị, bình lam. Bình này là một cái bình lam anh chị, họa tiết là chim công nha chị nha, họa tiết là chim công lam. Bình này là anh chị, trong này nó có bình này là một lỗ nha chị, dung tích 1 lít nước nha. Miệng bình là 6.5 nha chị, cao bình là 15 nha. Đó, cái này là bình này chị, bình này 650k cái bình. Không có truyện nha anh chị, không, bình này là không có truyện, 650k bình nha. Mã H8. 650k anh chị, mã H8 nha. Em đang like. Rồi cái này chị, cái bình này nha. Bộ này chị, cái này là bình này là một cái bình bộ trà Lecker vàng nha chị. Cái này là hàng của Đức nha chị, Lecker vàng hàng của Đức. Đấy, à, Lecker nha chị, cái này là màu tím nha chị. Đấy, có truyền ký đầy đủ luôn nha, truyền ký đầy đủ luôn. Đấy, bộ này là một bình nha chị, một bình một cái một hũ đường nha chị. Bình này, cái bộ này là em báo chị là nó mất cái rót rồi nha chị. Bộ này mất cái rót, một bình một hũ đường. Và cái này chị đấy, một bình nha chị, cái này là một bình nha chị, 6 xếp trà. Một bình 6 xếp trà nha chị. Và cái này là một cái hũ đường nha. Hàng này hàng của Đức nha chị. Đấy, mà nói chung là cái bình trà này cũng còn rất là mới nha chị, mới độ mới khoảng chừng 80% nha chị, 85%.
80% nha chị đại. Chén là chén mỏng nha chị, lacquer nha, hàng của Đức. Nói chung anh chị, trong lòng nó có xước nhẹ, nhiều lúc mình để anh chị mình kéo vậy nè, nó cũng có xước nha anh chị. Đấy, cái bộ này nè, đường kính dĩa là 12 nha anh chị, 12 đường kính dĩa 12 nha anh chị. Còn cái ly là đường kính 7 nha anh chị, cái cao ly là 6 nha anh chị. Đó, cao ly là 6, miệng là 7 nha anh chị, và cao ly là 12-20 nha anh chị. Đó, nguyên bộ nè. Đó, nguyên bộ. Rồi bộ này anh chị, bộ này giá là 2.700.000 anh chị. Bình thường bộ này nếu mà nó sẽ đủ rốt, đủ tống hết nha anh chị, là nó là giá của nó là nằm giá tới 3.500.000 tới hoặc là 3.800.000 nha anh chị. Là một cái bộ này là bộ trà của Đức. Mà cái này anh chị còn mất cái rót rồi nha anh chị. Cái này em bán còn 2.700.000 nha anh chị, mã H10 nha. 2.700.000 mã H10. Dung tích bình anh chị 5 khoảng từ 6 tới 700 ml nha anh chị. Dung tích bình còn tới 6 tới 700 ml. Mùi nha chị nha. Rồi cái này là một cái bình pha lê nha chị, bình pha lê nha, bình pha lê. Bình này chị, bình này là bình một cái bình pha lê nha chị, có 3 chân 3 cạnh nha chị. Đó, 3 chân 3 cạnh. Bình này là bình 3 chân. 3 chân nha chị đấy. Mình lấy nhiều, lấy nhiều. Mình còn 3 chiếc, mình còn 4 chiếc chứ không phải 3 chiếc đâu nè. Chỗ đó còn mấy chiếc? Nó còn 4 tô lận nha. Rồi đường kính anh chị, đường kính là 28 nha anh chị, và ngang là 20 nha. 28 ngang 20. Rồi cái bình anh chị pha lê nha anh chị, 800k cái bình pha lê này nha. Mã H11 nha anh chị, 800k H11. 800k nha chị, mã H11 nha. Mới nha chị, còn tem còn mạc đầy đủ nha chị đấy. 800k H11. Rồi em lên cái nồi nha chị nha, cái nồi. Nồi này là đường kính 30 nha chị đó, một cái nồi đã qua sử dụng rồi nha. Đường kính là 30. Nồi này đã qua sử dụng anh chị. Cao nồi là 10 nha anh chị. 30 cao nồi là 10. Rồi cái nồi anh chị 30 cao là 10 nha anh chị. 300k cái nồi này nha. 300k mã H12. 300 nha anh chị, mã H12 nha. Rồi cái này là một cái tô nha chị. Tô này là tô mọc nha anh chị. Tô mọc. Tô này tô mọc lá phong nha chị, lá nho lá phong. Này. Lá nho nha chị nha.
cái này là có truyền luôn nha anh chị, có truyền luôn ở trong mà vẽ hoa đào nha anh chị, vẽ tay. Cái này là họ hàng này là vẽ tay toàn bộ hết nha anh chị. Viền này là viền sô cô la nha. Đường kính tô 20 và cao tô là 10. 20 nha anh chị, cao tô là 10. Cái này em coi thử có cái nào đủ bộ không nhỉ. Đó, cái này 350k nha anh chị, 350k mã H13. À chị, cái này mình trưng lên anh chị, cái này là mình trưng lên những cái chỗ anh chị. Mấy cái này mình trưng lên những cái kệ anh chị nha, những cái kệ của mình có cái những cái kệ gỗ anh chị nha. Anh chị trưng lên nhìn rất là sang xịn sò luôn. Rồi. Mã H13 350k. Rồi em lên một cái bộ bình trà nha chị. Bình này là bình lọc tổ ong nha. Bình trà này là bình lọc tổ ong. Bình này là họa tiết vẽ họa tiết là vẽ trúc nha anh chị. Họa tiết là vẽ trúc nha. Và cái này là có truyền nha anh chị, truyền nha. Đấy. Một cái bình anh chị, cái này là một cái bình này là dung tích bình anh chị, dung tích bình là khoảng chừng 350ml. 350ml nha anh chị đấy. Và 350ml. Còn cái này anh chị, cái này là ly này, đường kính ly 5 nha chị, đường kính 5. Rồi cao ly là 3 nha chị. Rồi bộ này quá đẹp luôn. Đó, rồi bộ này hết nha chị đó. 350k bộ này nha. 350k mã H14. Rồi mã H14 nha chị, 350k bộ này nha chị đó, H14. Rồi em lên một viên một cái bộ hoa tulip nha anh chị, một cái hoa tulip nha. Bộ này là một cái bộ dài nha anh chị, dĩa này dài. Đấy. Em có số lượng 5 chiếc nha anh chị. Đó, cái này dễ sử dụng á. Hơi sâu lòng một xíu nha anh chị. Hơi sâu lòng mà cái này là có độ dài nha anh chị, một bên là chữ nhật, một bên là dài, một bên ngắn hơn nha anh chị đấy. Cái này là có truyền ký đầy đủ luôn. Cái này là hàng made in của Nhật nha anh chị nha. Cái này là hàng Nhật chuẩn luôn nha. Bộ này em có gồm là 6 dĩa anh chị. Bộ này 6 dĩa nha. À xin lỗi, 5 dĩa. Đường kính 25 anh chị nha. Và ngang là 21. Rồi bộ này chị, bộ này là giá 240k bộ này nha. 240k 5 chiếc. 240k 5 chiếc nha anh chị, mã H15. Mã H15 nha anh chị, 240k mã H15 5 chiếc. Rồi. Và cái này anh chị em lên một cái bình nha anh chị. Bình này là một cái bình lacquer vàng nha anh chị. Bình này là bình lacquer vàng. Họa tiết là vẽ hoa quả đào tiên nha anh chị. Và cái này là hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn nha anh chị. Cái này là vẽ chim đôi chim nha anh chị. Hoa mẫu đơn, hoa đào nha chị đấy, hoa mẫu đơn, hoa đào. Và cái này đôi chim và này là đôi công nha chị, đôi công cộng tước nha. Đó, cái này là chị hoa mẫu đơn nè, để nghiêng cho anh chị xem nè. Rất là ok luôn. Áo đỏ anh chị là cái này tàu. Và cái này là vẽ nổi hết nha anh chị, dòng như anh chị nó, cái này là dòng 3D. Đó, lacquer vàng toàn bộ nha anh chị đấy. Có truyền ký đầy đủ. Cái này là không có truyền nha chị, chỉ có là bên này chị, bên này là chỉ có dòng chữ ký nha chị, chữ ký nghệ nhân anh chị. Đó, những cái dòng này chữ ký nghệ nhân. Ở bên này là to bự anh chị nha, to rất mà bự. Em để nghiêng cái bình cho anh chị nhìn thấy nè. Đó, bình này bự, rất là bự nha anh chị này. Rồi, miệng bình 20 nha chị. Và cao bình là tới là 55. Cao bình 55 nha chị. Đó, cái này nè, bao bình 55. Vòng bụng anh chị, vòng bụng là 115 nha chị đấy. Cái bình này hôm nay em sale giá nha anh chị, sale giá bình này là giá 2 triệu luôn nha. Em sale giá bình này 2 triệu.
2 triệu nha chị. Chốt cho em mã H16. 2 triệu nha chị, mã H16 nha. Em xin phép chào quý cô chú nha anh chị.